Và sau đây chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà hay còn gọi là bác sĩ gia đình là một mô hình mới tại Việt Nam. Vừa qua, công ty Half chính thức đi vào hoạt động nhằm cung cấp các bác sĩ gia đình cho những người có nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà. Chờ đợi để đến lượt khám tại nhiều bệnh viện hiện nay thật sự là nỗi ám ảnh của nhiều bệnh nhân. Có người đi từ sáng, chờ tới chiều vẫn chưa tới lượt khám. Chính vì vậy, nhiều người mong muốn là được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nắm bắt nhu cầu của người dân, công ty bảo vệ sức khỏe HEF với 20 bác sĩ có kinh nghiệm đã chính thức đi vào hoạt động để nhằm cung cấp các bác sĩ tại gia. Chăm sóc sức khỏe tốt ở tuyến đầu sẽ góp phần nâng cao nhận thức về y học dự phòng, giúp cho việc thăm khám chữa bệnh trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Dịch vụ này bao gồm khám và chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm tại nhà, lưu trữ hồ sơ sức khỏe trọn đời nhằm tăng tầm kiểm soát và phòng tránh bệnh tật. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy cái tình trạng quá tải về các bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và những khu vực khác nói chung. Thì nếu mà có dịch vụ này sẽ tiến hành trong một ngày gần đây thì hy vọng là các bệnh nhân sẽ không còn phải tốn nhiều thời gian để mà xếp hàng khi mà đến những cái bệnh viện như vậy. Và điều này thì giúp cho việc theo dõi và chẩn đoán bệnh hiệu quả và chính xác hơn nữa.